Kem V7 Toning Light dùng ngày hay đêm? Khá nhiều chị em vẫn chưa biết đến vấn đề này. Với dòng sản phẩm dưỡng da V7 đang được ưa chuộng hiện nay, chị em nên tìm hiểu kỹ kem V7 Toning Light bôi ngày hay đêm để phát huy hiệu quả nhất nhé. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ cho bạn biết kem V7 dùng ngày hay đêm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khá nhiều chị em mơ hồ về vấn đề dòng sản phẩm V7 Toning Light dùng ban ngày hay vào ban đêm. Tuy nhiên, chị em cũng nên tìm hiểu kỹ để sử dụng kem đạt hiệu quả hơn. Như chị em đã biết, dòng V7 Toning Light là dòng sản phẩm dưỡng da đầu tiên của V7. Chúng có tác dụng dưỡng trắng và cung cấp các dưỡng chất cho da. Do vậy, sản phẩm chủ yếu được sử dụng vào ban đêm, nhằm giúp da phục hồi và tái tạo một cách hiệu quả nhất. Bởi ban đêm là thời gian da bắt đầu đào thải và tái tạo một lượng collagen mới. Nếu chị em dùng kem đúng cách sẽ cung cấp đầy đủ giúp da ngày một cải thiện hơn. Kem V7 có dùng được ban ngày không? Bên cạnh dòng sản phẩm V7 Toning Light còn có Shining Light. Đây là dòng sản phẩm có tác dụng dưỡng da và cung cấp độ ẩm, đàn hồi cho da. Chúng được dùng vào ban ngày nên chị em cần lưu ý nhé. Kem V7 cũng có thể dùng vào ban ngày, nhưng khi bôi vào ban ngày thì bạn nhớ dùng thêm kem chống nắng nữa nhé. Ngoài ra còn có các dòng V7 Bin Toning và V7 Beauty Gym có tác dụng dưỡng trắng, nâng tone cho da. Với mỗi dòng sản phẩm V7 chúng mang đến cho chị em nhiều tác dụng khác nhau. Có kem được dùng vào ban ngày, nhưng có kem lại được dùng vào ban đêm. Vì thế, chị em nên nắm rõ và cân nhắc hơn khi sử dụng sản phẩm V7 nhé, nhằm phát huy hiệu quả của dòng sản phẩm này. Kem V7 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.